Hello quý vị, Thái Nguyên mến chào tất cả quý vị thân mến. Hôm nay Thái Nguyên đang ngồi gần một cái nhân vật nữ mà thời gian vừa qua cũng đã gây sóng gió trên kênh của Thái Nguyên. Vâng, đó chính là chị Nguyễn Thị Út ở Kiên Giang hả chị ha? Kiên Đấy thì Giang. nói đến chị Út thì chắc là quý vị cũng đã biết chị là ai rồi. Chị là chủ một doanh nghiệp cây xăng. Thì hôm nay chị có công việc đi về Cần Thơ nữa. Đi chơi đúng không chị? Rồi Đi chơi. nói là hỏi Thành Nguyên có ở nhà không thì chị muốn ghé qua thăm hỏi sức khỏe Thành Nguyên. Rồi cũng có một vài cái tâm sự muốn chia sẻ với Thành Nguyên cũng như là quý khán giả chút xíu. Rồi trước tiên thì chị Út gửi lời chào đến cho khán giả vài điều hết chị ha. Chào cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước, dồi dào sức khỏe. Chào Thành Nguyên. Vâng. Tình hình làm ăn cũng như là chuyện tình cảm mấy lâu nay của chị như thế nào? Chị thì đi vừa qua rồi á, công việc của chị nhiều quá em. Thì chị cũng đi ngang Cần Thơ để ghé em, để đi tâm sự với em là về công việc của chị quá nhiều. Vừa qua rồi cũng có mấy anh gọi đến nhiều mà cũng chưa có phù hợp được đó Thành Nguyên. Thứ hai nữa là khi một cái công việc của mình quá nhiều đó thì giờ tính lên lên để hỏi Thành Nguyên thứ là làm sao để cho nó gãn, để cái công việc để áp đảo cho nó một tí xíu vậy, tại vì công việc nhà của mình nó quá nhiều. Thành Nguyên hiểu rồi. Có nghĩa rằng là do cái yếu tố công việc của chị Út Đúng. hiện tại là nó rất là bận rộn cũng như là khá là áp lực đúng không ạ? Đúng. Thành ra là khoảng thời gian này là chị muốn giãn ra về cái vấn đề tình cảm, Đúng. là trong khoảng thời gian này thì chị sẽ tập trung vào công việc trước cái Công đã, việc của ý chị là vậy trước. đúng không? Đúng. Rồi Thành Nguyên hiểu rồi. Bởi vì thời gian vừa qua đó quý vị, Thành Nguyên thấy có khá là nhiều anh lên chương trình của Thành Nguyên để mà bày tỏ với chị Út, nhưng mà cũng không có thấy chị hồi đáp lại. Chắc là có lý do hả chị ha? Tại vì đi công việc của chị quá nhiều rồi, không thể nào mà chị sẽ nói với mấy anh chuyện để trò chuyện được, tại vì cái công việc của mình. Rồi mình cũng là cảm ơn mấy anh đó để quan tâm mình như vậy đó, mà mình không có trả lời được, tại vì đi công việc của mình quá chừng nhiều như vậy. Rồi chị chính lên nói với Thành Nguyên là xin để cho chị tạm ngưng lại vậy, để chị lo công việc nhà của chị vậy. Là khoảng thời gian này á là chị Út sẽ tạm dừng kết nối được một thời gian cái đã, Đúng rồi. để lo tập trung vào công việc ha. Đúng. Thú thật với quý vị, trước khi mà hai chị em ngồi vào đây để mà trò chuyện với tất cả quý vị đấy thì Thành Nguyên cũng có hỏi là hôm nay chị Út đến gặp Thành Nguyên là có việc gì, thì chị cũng có nói sơ qua là thời gian này thì công việc của chị nhiều lắm và chị cũng có một số áp lực gia đình cũng như là trong công việc. Thành ra là bây giờ khoảng thời gian này chị cũng muốn là giải quyết đâu đó cho nó xong xuôi đã, để cho cái tâm lý cũng như là cái tinh thần mình nó thật là êm cái đã, thì lúc đó mình mới tính đến cái chuyện chồng con hả chị Đúng, ha. đúng rồi. Bà Thành Nguyên nhận thấy thì thời gian qua có khá là nhiều anh lên chương trình để mà bày tỏ đến cho chị Út, cũng như là chị Út cũng có chia sẻ với Thành Nguyên rằng là cũng có khá khá những cái số điện thoại lạ mà chưa lên chương trình của Thành Nguyên gọi đến cho chị. Đấy thì theo Thành Nguyên nghĩ, từ lúc nãy Thành Nguyên cứ thắc mắc, chắc là do Thành Nguyên quay cái khi mà Thành Nguyên đến ghi nhận thực tế đó là có cái số điện thoại của chị nó vô tình nó hiện ra Đúng. và thành ra là người ta gọi đến đấy, chứ bởi vì trên kênh của Thành Nguyên nó để mà nhiều tới mức một ngày mà như chị Út chia sẻ cho Thành Nguyên là mười mấy đến 20 cuộc một ngày đó, thì theo Thành Nguyên nghĩ rằng trên kênh của Thành Nguyên không có nhiều giống như vậy, mà cái này sẽ có những cái số điện thoại mà người ta xem được kênh ấy, rồi người ta thấy số điện thoại thì người ta gọi đấy, đó cũng là một cái sự bất tiện mà thật sự là Thành Nguyên không có để ý đâu bị đấy. Cái sai sót này thì Thành Nguyên sẽ nhận về Thành Nguyên nhà. Thì mà quý vị cũng biết rồi, trên kênh của Thành Nguyên thì Thành Nguyên cũng nói rất là nhiều, các anh các chị mà muốn kết nối với nhau đó thì bắt buộc là phải đi về văn phòng của Thành Nguyên lên ghi hình phỏng vấn để cho đối phương của mình người ta biết mặt biết hình, rồi để Thành Nguyên xác minh về cái tình trạng hôn nhân đâu đó rõ ràng đó. Thì lúc đó đối phương của mình người ta mới đón tiếp. Chứ bây giờ thấy ngay chị Út bảo
có anh nào đó, có anh nào đó mà chờ 4 giờ sáng chị kể cho Thành Nguyên cái câu chuyện này trước coi. Nói 4 giờ sáng chị mới mở cửa ra Thành Nguyên, 5 giờ lận chị mới mở cửa thì thấy cái anh đó anh ngồi phía trước rồi. Rồi cái chị mới hỏi, ủa anh mua cái gì mà anh ngồi ở đây mà xách một cái bọc quà đến cho chị. Rồi chị mới nói, ủa sao anh lại nhà tôi mà anh không có gọi cho tôi. Cái nói không, tại vì thấy là trong đó vậy tôi thấy cái số điện thoại mà không có rõ như vậy. Rồi tôi lại đây tôi chờ cô mở cửa rồi tôi sẽ nói chuyện với tôi mà để kết nối. Tôi nói anh muốn kết nối thì anh phải điện thoại qua Thành Nguyên đi, rồi anh hãy lại đây. Nó nói không, tôi gõ lên cái doanh nghiệp của cô như vậy là tôi sẽ biết ở đây là tôi đi lại tôi tìm. Nó thì từ cái mức đó gì chị nói trời ơi vậy làm phiền quá rồi làm sao chị có một cái thời gian mà để chị kinh doanh được. Thôi để chị sẽ có một cái cơ hội chị sẽ đi ra ngoài em đặng giúp giùm cho chị chứ đang bây giờ công việc nhà của chị quá chừng mà để làm gì thì chị không thể nào chị chịu nổi. Thôi bữa nay chị đi ngang vậy thôi để chị ghé em vậy gán để giúp giùm cho chị. Vâng, đấy vì thế không ạ? Thật sự ra là các chị á, những cái mối quan hệ mà như vậy á, các chị sợ lắm. Bởi vì các chị đâu có biết là các anh là nhà cửa ở đâu. Đúng rồi, tình trạng hôn nhân như thế nào, không biết là đang còn vợ con này kia cái nọ, ai xác minh đâu. Cho nên là các anh mà muốn kết nối thì bắt buộc muốn để cho đối phương mình, người ta biết đến mình, để ý đến mình thì mình phải lên kênh trước đã. Nếu như các anh mà cứ đi đến khơi vậy nó mất công lắm. Đấy. Rồi cho Thành Nguyên hỏi mà khi mà chị em mình trò chuyện ngoài đó. Chị nói với Thành Nguyên rằng là một ngày chị tiếp nhận đâu đó khoảng 10 đến 20 cuộc một ngày. Thì những cái cuộc gọi đó có khi nào mà gọi lúc sáng sớm đêm khuya này cái nọ? Rồi có khi 7 giờ sáng là gọi rồi xong cái 11 giờ. 11 giờ trưa hả? 11 giờ trưa, rồi 8, 9 giờ tối, rồi 11 giờ đêm, 12 giờ đêm. Ôi dồi. Là tính ra không có thời gian nào chị nghỉ ngơi, ăn cơm, ăn nước gì được hết trơn. Rồi chị thấy gì? Rồi thứ hai nữa công việc nhà của chị nó lu bu tối ngày luôn. Rồi chị sẽ mệt quá trời. Đấy. Rồi thứ hai nữa chị cũng nói với em á, vừa qua rồi thì mấy anh đó cũng quan tâm, chị cũng cảm ơn nhiều Thành Nguyên. Mà điều một cái sức khỏe của mình với cái thời gian của chị không có được cái thời gian. Thì chị cũng không có phụ về mấy anh đó, chị cũng quý trọng vậy thôi mà điều cũng thông cảm cho chị. Tại vì công việc của chị nhiều. Như vậy là ngày hôm nay chú đến gặp Thành Nguyên là chị muốn tạm dừng lại một thời gian đã. Đúng rồi. Lo cho gia đình, lo cho công việc đâu vào đó cho nó ổn thỏa đã ha chị ha. Để khi nào mà tinh thần mình thoải mái đấy thì lúc đó chị lại tiếp tục. Nhưng mà đó là các anh thương chị thì thật sự là cái này thì Thành Nguyên chia sẻ xíu. Chị Út thì chị gửi lời cảm ơn đến các anh rất là nhiều đã dành cái tình cảm đặc biệt cho chị. Đấy thì để mà chị Út mà cấm các anh thương thì cấm được. Bởi vì các anh thương mà làm sao mà cấm được, đúng không ạ? Và cái chuyện mà chị Út có thương hay không á, hay là có dành tình cảm cho các anh hay không thì nó nhiều vấn đề lắm quý vị. Để mà có cái cảm tình lúc ban đầu vừa mới nhìn một cái đó đã khó rồi. Khi mà có cảm tình lúc ban đầu rồi đó, trò chuyện với nhau có hợp hay không là cái khó thứ hai. Sau khi mà trò chuyện với nhau được rồi á, thấy hợp rồi á, mà để mà tiến đến hôn nhân á, đấy là cái khúc đó mới là quan trọng nữa, đó là cái phần thứ ba nữa. Nó nhiều bước lắm quý vị ạ, chứ không phải là nói đến là đến đâu. Đâu phải mình cái chuyện tình duyên mà mình đi ra ngoài đường hay là đi ra ngoài chợ mà mình thích lựa cái món đồ gì đó là mình lựa được liền đâu hả chị ha. Đúng. Nó khó vậy. Cho nên là lý do vì sao các anh hoặc là các chị mà được nhiều đối phương bày tỏ đến mình mà mình không có tìm được ai, đó là vì vậy đó quý vị. Nó khó lắm chứ không phải dễ đâu. Nó được cái điểm này thì nó lại mất cái điểm kia. Nhưng mà sau này đó, bây giờ Thành Nguyên sẽ nói về cái vấn đề này xíu ha. Hôm nay đó thì chị Út chị tạm khép lại. Nhưng mà ví dụ như hôm nào đó mà chị thấy mà chị có thể mượn lòng lại đấy. Chị thương ai hay là chị thấy ai phù hợp thì chị cứ gọi cho Thành Nguyên. Đúng. Rồi Thành Nguyên sẽ gửi số qua cho chị Út, rồi chị Út tự tìm hiểu xem. Xem sao ha. Đó. Chứ hiện tại thì chị Út là cũng chưa có ai.
Nhưng mà vì thời gian vừa qua là đấy, như chị chia sẻ là do chị bị áp lực công việc nhiều quá quý vị. Đấy, với lại là thời gian này chị cũng dành thời gian cho gia đình. Đấy, nên là cũng mong các anh thời gian này cũng hiểu giùm cho chị ha quý vị ha. Mà theo Thành Nguyên nghĩ rằng là khi mà chị em mình nói lên cái câu chuyện này đó, sẽ có những cái ý kiến trái chiều rằng là chắc có lẽ là chị kén chọn hay này cái nọ, thì cái này chị Út chia sẻ cho Thành Nguyên xíu được không? Chị có kén không? Không, chị không có kén chọn em. Điều một cái công việc chị nó quá nhiều. Yeah. Rồi thứ hai nữa là khi mà chị ở trong nhà thì chị có một mình anh chị. Rồi chị mần thì chị cũng phải chờ có một cái thời gian nghỉ ngơi. Yeah. Rồi chị không có nghỉ ngơi được thì từ cái mức đó rồi khi đó thì chị xin đóng lại là để cho một cái thời gian để cho chị công việc nhà của chị cho nó ổn lại rồi có gì tới sau chị sẽ điện một cái Thành Nguyên rồi rồi có gì mình sẽ mở ra. Dạ. Ok chị. Chứ là hiện trạng về chị cũng là cảm ơn rồi về mấy anh về quan tâm mà để gọi như vậy đó. Tại vì công việc của mình nó quá nhiều. Dạ. Rồi thế thì Thành Nguyên cũng đỡ lời thêm cho chị Út xíu ha quý vị ha. Các anh nào mà muốn kết nối á, mà chưa lên kênh á, mà muốn kết nối với chị Út á, thì vì chúng ta chờ thêm thời gian nữa ha quý vị ha. Lúc nào mà chị Út mở lòng á, thì các anh cứ gọi cho Thành Nguyên rồi Thành Nguyên sẽ tư vấn về cái vấn đề đó. Dạ, bởi vì lúc nào chị Út mở lòng thì chị sẽ thông báo Thành Nguyên. Thì lúc đó Thành Nguyên sẽ thông báo lại cho các anh. Dạ, nhưng khoảng thời gian này thì các anh đừng có đến nhà, nhất là đến nhà làm phiền mà chưa quen biết gì. Thật sự phiền lắm quý vị, phiền lắm. Bởi vì công việc của chị thì đâu phải là ăn không rồi ngồi lê rồi tám chuyện rồi này kia nọ đâu. Thật sự lắm rảnh quý vị. Chủ doanh nghiệp mà, thành ra là có nhiều thứ lắm. Rồi cũng áp lực chuyện này chuyện kia. Mình làm ăn thì sẽ có những người mà người ta ghen tức rồi đấu đá mình đó chị. Đúng rồi. Thành ra có nhiều cái thứ mà phải suy nghĩ lắm. Nên có gì thì các anh cứ thông qua với Thành Nguyên rồi Thành Nguyên sẽ tư vấn ha quý vị ha. Đây, Thành Nguyên nói như vậy ok. Chị cũng chào cộng đồng mạng và cảm ơn vừa qua rồi. Tại vì công việc nhà của em quá nhiều thì trong nước và ngoài nước dồi dào sức khỏe. Xin chào, chào Thành Nguyên. Thành Nguyên cũng chúc cho chị Út thật là nhiều thành công. Sức khỏe và may mắn hai chị ha. Chị không biết nói sao. Rồi ok. Thành Nguyên cũng mến chúc cho tất cả quý vị khán giả thật là nhiều sức khỏe bình an trong cuộc sống nha quý vị nha. Và đặc biệt là các anh, nếu như cần Thành Nguyên tư vấn gì về cái vấn đề mà kết nối, hãy gọi trực tiếp. Gọi một lần chưa được thì hãy gọi lần hai lần ba, khi nào gặp được thì thôi. Rồi ok quý vị. Chào tạm biệt quý vị. Mến chúc cho tất cả quý vị thật là nhiều sức khỏe bình an.